kênh không mong muốn của YouTube. Thuật toán của YouTube khá thiếu chuẩn xác trong việc tạo đề xuất kênh. Nó không hiểu sở thích của người dùng và liên tục đưa ra các đề xuất kênh không phù hợp. Điều này làm người dùng cảm thấy khó chịu. May thay mới đây, YouTube đã cung cấp một tính năng mới cho phép người dùng ẩn các đề xuất kênh không mong muốn. Với tính năng mới, bạn có thể kiểm soát trang chủ và các đề nghị update video dễ dàng. YouTube sẽ lần lượt triển khai các thay đổi mới đến người dùng Android và iOS. Trong khi đó, hãng dự kiến sẽ sớm phát hành tính năng mới cho phiên bản web. Bên cạnh đó, YouTube có vẻ như đã vay mượn một tính năng từ Netflix, kể từ bây giờ, nền tảng video trực tuyến của Google sẽ cho người dùng biết tại sao họ thấy một video nhất định nào đó. Cách ẩn các đề xuất kênh không mong muốn của YouTube trên iPhone và Android. Đầu tiên, bạn mở ứng dụng YouTube. Tiếp theo, bạn bấm nút hình ba dấu chấm ở phía dưới góc phải của video đến từ kênh bạn không thích. Cuối cùng, bạn chọn Don't recommend channel, không đề xuất kênh này. Kể từ lúc này, youtube sẽ không bao giờ đề xuất lại các video từ kênh này cho bạn nữa